lên rồi này. Đấy. Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay anh em mình đang ra ngoài biển đảo Đông Vũng Tây này. Ngày hôm nay là biển đang thủy triều đang xuống ấy. Anh em mình chuẩn bị 3 túi muối này, đổ vào chai cùng với bột ớt. Ra rác vào nhá. Mình quay cho mọi người xem này. Đấy. Đào ở cái bãi cát này nó rất nhiều lỗ ấy. Cứ có lỗ là sẽ có cai. Bên Nhật thì gọi con này là con cai này. Đấy, nó thò lên này. Đấy, cho mọi người xem. Kiểu rắc muối và nó sót đấy, nó sót là tự động nó chui lên. Con này về xào ăn rất ngon nhá. Đây có mấy con này nó đang chui lên mà nó chưa lên này. Chỗ này nhiều lỗ mọi người ơi. Đấy, chỗ này liên hệ luôn. Phê. Đấy, chỉ đào nhỏ ấy, bắt hết lại đào tiếp. Anh Nhịn đúng đây, anh đào cái chỗ này đi. Lên luôn. Thôi cứ để rút kinh nghiệm để cho thoái lên đấy, em rút cho ốc bé này. Nhiều nhưng mà bé. Khóa cứ dãy một dãy này đi. Ôi, nhìn cái bãi kia giờ nổi kinh không? Cái ông đang đi à, nổi kinh nhỉ. Đây giờ nước cạn đạch luôn này. Trốn đi đâu? Trốn đi đâu? Anh Thắng ơi, cái dễ đổ chút muối cái này sang cái đấy này. Không cần đâu, cái nào cũng giống nhau mà em. Cứ để cho hết hẳn đi xong rồi. Rồi, đấy. Đây, em cứ hoàng rồi. Không để em ấy này cho nước xuống đây thì nó sẽ dễ lên hơn. Để tôi lên. Xô đâu? Mấy con này nó không thăm lên luôn. Không lên bắt địa biển. Cái này lâu lên nhở? Biến đi. Nó chưa đến đến lúc phải lên. Kinh đấy. Anh không phải để em đào ra đấy. Từ từ đó, mấy chỗ con này nó còn chưa lên. Cho nên cái đào đi, đào tí nó lên nó bắt lỗ để rắc muối luôn. Con này đi, nó chẳng lên luôn á. Ôi, nước nó rút ra. Cái này nó đục sạch phòng lên nhanh hơn đấy. Ai sạch phòng? Sạch phòng ăn à? Đây chỗ có hai con. Nó không lên đâu. Đấy. Từ từ. Nên em ơi. Còn mấy con đoạn này bé nhỉ? Mấy đoạn này bé, mấy con đoạn này lên rồi. Trò này hay phết, đùa lắm. Cái này chắc to. Ui, bé lắm. Ôi, chỗ này bé. Đấy, lỗ này to chưa? Ba lỗ, có mà nó. Ui, tới vườn này. Con này xin chết à? Con chỗ này rút xuống rồi. Lên em ơi. Lên. Chỗ này nhiều nhờ. Lên luôn. Nhiều lắm. Ui lỗ nó phải như này chứ. Lỗ như này. Lấy tầm cỡ này. Ui hồi to đấy. Ôi đây. Anh ơi cho em bắt nữa. Đây em cầm mối mối của anh Thắng ăn đổ đi. Ôi mày đưa anh cào gì mày cào chán quá. Chưa nghiệp rồi. Ừ, thế nào? Đấy, mà ra đầy lỗ không chẳng kịp đây. Mà chỉ rắc cái lỗ thôi, chỗ lỗ. Ui, lên nhiều lắm này. Lên con nào bắt con đấy nhá. Này mới thích này. Con tầm cỡ em thích. Hình như càng càng ngoài càng nhiều ấy. Lỗ nó phải như này nhìn. Chỗ ở đất bùn là cũng có luôn nhá. Là không biết mật độ của lỗ có nhiều không. Chỉ việc rắc muối và chờ con ốc bóng tay lên thôi, nó lên rồi này. Đấy. Con quái đang lên này, lên thì cũng lên. Ui. Đi ra chỗ này đi. Ui, nó thụt nhanh lắm. Trời ơi, cái tay đấy. Thụt rồi. Nhìn cuốc nó đang cuốc kìa. Không mà em cào mà em có bổ cho nó đâu. Ui, chỗ này bật đấy. Mà tay anh mà. Nhưng mà không đau. Không đau. Tôi chả thấy vào nào, không thấy cay to thế nhỉ. Chỗ này đúng ổ của nó hoàng béo nhở. Một phát bao nhiêu lỗ. Chắc là càng ngoài càng có nên là mình mới phải chờ thủy triều rút. Đấy đúng rồi. Cắt càng mịn càng nhiều lỗ. Hai con này. Nhìn thấy không? Ui
Ui. Ui. Ui, lùa sao phá nó không lên này. Chỗ nào không lên thì em kệ nó thôi. Phá rồi, em khai qua một đoạn nữa đi. Rồi bọn anh hết chỗ này bọn anh ra đấy là vừa. Cào xong chỗ này mệt cũ rồi. Mày ít cào ngon lắm đấy. Cào anh Hoàng ấy. Ra đây anh em mình bột bột. Đất lót chẳng lên hẳn gì nhá. Ui kìa. Cồn lắm. Không biết là mình ở trên này nên là anh cứ phi đi để em nhặt cho. Nhiều vậy nhỉ, đoạn này nhiều, đoạn này lỗ nhiều, lỗ chất lượng, béo quốc à, lỗ nào cũng có. Cực phê luôn. Đâu nhỉ, vừa nhìn thấy một con nó ngồi lên. Cứ từ từ. Ui, chỗ này mấy con liền nó. Nó xuống rồi. Đấy. Ủa, cho anh lên này. Chơi thủ hết. Nên luôn. Ôi giời ơi, phê. Phê luôn. Trời thích. Đẩy xô rồi anh em ơi. Để lại được nữa xào ngon thôi. Vui phết được rồi. Dạ. Anh đổ lỗ rồi, lỗ rồi. Khó lỗ rồi còn lên. Lỗ nào còn nước đậu thì còn. Thật thà đầu mùa to thế. Ôi. Này, tao mấy con đại bác. Ăn ngon. Thôi đi em, mệt không? Mệt không em? Không, bây giờ kiểu hết muối thì em muốn đào lỗ này, anh bắt lỗ đấy hả? Lỗ đốt khí muối. Đầy muối ạ. À. Bắt nốt. Mày có thể ngọc bóp, nhằm bắt đi. Đây, anh vào lên, anh cháu vào lên không? Lên, 100% nó đang đẩy lên đấy. Đấy, lên này. Đây toàn những con hàu đấy, nhỏ nhỏ. Hàu nhỏ tí. Ui dồi ôi, cái này nó dậy. Vào chân là toi luôn đấy. Con này biết bao nó lớn nhỉ? Em nghĩ là cũng phải có ngày nó lớn lên chứ. Nó lớn lên. Ở biển, ở xị đang bán này. Nhưng thực ra con hàu này nó không được đáng bao nhiêu, không bán bao nhiêu rồi đâu. Nó phải cực to cơ. Ông anh cầm bún cho em nữa. Anh đứng ngay. Anh em mình đang đi về này. Trong nội biển thì hiện tại là nước cũng đang dâng dâng, chuẩn bị dâng lên rồi đấy. Thủy triều đang lên rồi này. Anh em mình đang về đây, quay cho mọi người xem cái bờ kè đá này. Đấy. Thủy chiều xuống đâm ra là các cái ốc hến nó thò đầy ra ngoài này. Anh em mình đi hôm nay tìm kiếm con cua không có con nào cả. Ra của chúng là chủ yếu bắt con ốc móng tay ấy. Anh em mình đã về đến đất liền. Giờ lên đây ngồi nghỉ giải lao chút rồi sẽ trở về nhà. Nước này, chỗ này vỏ chai vỏ ốc đầy này. Bắt màn ở đây. Nhìn mấy cái tảng đá phê nhỉ, to. Anh Thắng ra biển này tu rồi chứ nhỉ. À cái gì nhỉ, biển dưới xi mô ông già ông bảo có ăn. Đây thì gọi chung là sau một hồi đi bắt đấy thì anh em mình cũng về nhà này. Đây, mình đổ ra chắc là phải lưng cái xoàng này luôn này. Ốc móng tay. Hai bên Nhật người ta còn gọi là con cai ấy. Chỗ này là anh em mình xào lên này, ngồi ăn uống. Khá là nhiều đấy. Cho gia vị luôn. Muối. Con này cái mặt mà các bạn nước biển các bạn đồ biển đi hầu như mang nó tẩm với bột gì này. Đó, đồ biển đa số. Đây anh thử để chấm vắt. Đấy. Này, cho lên một cái. Không có này cái tinh chuẩn ra đang bấm vào ớt. Ngon.
chuẩn bị.